Loại hoa khác cho gia đình à? Vâng. Thì xong cái đứa này thì lại đến hoa Tết. Vâng. Mình cứ tưởng là cây thế này thì chỉ đến chăm sóc tỉa cành cắt cây thôi. Vâng, được, nó vẫn lên ạ. À. Vấn đề bình thường thì có cái là không đẹp những nguyên mẫu này mà. Ở đây coi như là đến trồng hoa. Cái hoa này gọi là hoa gì ạ? Hoa vần là chủ nhà là người ta chỉ chơi hết cái lứa này một thời gian đấy, là người ta thay cái hoa mới để nó đẹp sang nhà thôi. Chứ còn đương như mình là mình có thể chăm sóc được suốt. Ờ. À. Thế ví dụ đến gần Tết ta thì lại chú lại tới lại thay cho gia đình hoa khác. Lại dòng hoa của ngày Tết cơ. Ờ. À. Xong rồi hết, trong mùa đông thì không trồng đúng không? Đấy. Mùa nào nó có vầy ấy. Ờ. À. Mùa đông là cái thời điểm ngày tháng Tết đấy ạ. À? Thì là thời điểm nó nhiều hoa lắm, nó rực rỡ hơn. Thế coi như gia đình nhà mình là công ty là Văn Giang. Ờ, là bao làm quả là cả lặng. Chăm sóc cả năm luôn. Vâng. Thế đây được là như là chú là công ty nhà mình hay là đi làm vâng, cho người ta? Công ty nhà mình ạ. Làm cho công ty nhà mình. Coi như rất giỏi về hoa ấy, đúng không? Rất giỏi về cây kiểng ấy. Cũng gọi là biết thì mình biết biết một chút về nó. Giỏi, giỏi giỏi thì mới chăm sóc được mấy ấy giỏi thì nó cũng như mình mà hiểu được nó là mình theo đúng cái coi như là mỗi người một nghề đúng không? Vâng. Chỉ cần nhìn cái là biết là có bệnh gì rồi, đại khái vậy. Cô Dung, cô Nhung, cô nhìn phát là cái mảnh đất này nó đẹp. Cô lấy về hoa này là hoa hoa. Nó giống hoa cúc nhỉ, nhưng mà không phải. À. Thế ở đấy nhà có bán cây giống không? Cây chanh, cây chủng các thứ có bán? Có. À, cây giống thì nó ít, mà những cây nó thành phẩm rồi luôn. Bởi vì bây giờ đa phần là phục vụ là những cây nó sử dụng luôn. Ví dụ như chanh có thể là mua về, mình có thể là gái thái thì gái luôn. Chứ bây giờ trồng cây giống từng cành một này, nó được. Đại khái là mình ươm cho nó hoàn hảo rồi, bắt đầu mình mới xuất đi bán. Cái vườn, có một cái vườn ở dưới nhà ấy. Vài mẫu thì là mình trồng sẵn cây rồi đấy, mang lên cho khách thôi. Wow, nhà em có cái vườn mấy mẫu gì thì... thích nhỉ? Ô, lớn, đại gia vườn đấy. Đại gia gì? Đây là đại gia vườn. Đây là đại gia vườn. Chuyên môn coi như là chăm sóc. Hay là em coi như là đăng cai lại hết cả cái dãy nhà này. Đâu, em làm cho tím em. Ờ. Chứ nhưng mà hết cả cái dãy nhà này cũng mình chăm sóc hết à hay là không? Tất cả cái nhà này là toàn bộ coi như là cung cấp cây cây các loại trên đời chăm sóc hết. Đúng. Là cả dãy này cung cấp cho bây giờ mình sẽ phải chăm sóc sau khi mình trồng ở bên này phụ là mình trồng hoa thời vụ thì mình phải phục vụ bên này rất chi là hay nhé. Vâng. Và coi như là có phục vụ, coi như là người ta tới người, theo yêu cầu của chủ thích trồng hoa gì và chăm sóc coi như là chăm sóc hàng tuần luôn đúng không? Ờ. Cái đất nó hợp với loại hoa nào? Ờ. Chứ không phải là hoa nào cũng được đại khái. Thế coi như là chăm sóc là hàng tháng là tới đây là người ta tỉa cây này, cắt cành này. Xong à. Thế này thì phải ấy tiền hàng trả tiền hàng tháng chứ đúng không nhỉ? Như một nhà như này thì là bao tiền một tháng phục vụ? Chăm sóc trên rót xuống em không nắm được đấy. À. Cái này chắc cũng tháng gì đâu mà nào mà không nhiều đâu, ngày nào mà nhiều nó khoảng tháng nó khoảng vài triệu thì nó bị trồng cho cái lượng cây của mình trồng trong vườn đấy. Ừ. Cầu kỳ ấy phức tạp, mình xử lý nhiều không ạ? Cái vụ hoa như này thì là trồng theo mùa thôi, còn những cái cây kia thì đơn giản bởi vì nó là trồng chết rồi đúng không? Mình chỉ tới mình cắt mình tỉa thôi. Còn những cái hoa này thì là mình thay theo mùa hoa đúng không? Ừ. Cái hoa này nó có mấy màu, em có màu vàng màu ấy, màu vàng màu cam. Sao mày không trồng xen kẽ hai màu nhỉ? Cho nó đẹp hay là đấy không? Mình lại chỉ thích màu này. Màu đen. Đấy. Còn hoa kia thì sếp là không thích. Sếp Nhung thì chỉ thích cái này, một là cái này, đó, hai là sen. Màu đỏ. Sen đẹp đấy. Lần trước hình như cô có cái cây sen đẹp đẹp lắm. Sen không nhỉ?
Ở kia là lúc mà ra hoa cái hậu cũng đẹp. Sen ta ngày xưa ở ở dưới em nó là sen ta ngày xưa. Ở đâu nhỉ, cái chậu cái sen nhà mình đâu? Ở trước cửa. Ờ. Chết rồi. Mùa này là đáng phải sen nó phải lên chứ nhỉ, tại sao lại không thấy sen lên? Chậu sen ở trong cái thả trong cái chậu 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 lan ấy thì là nó hỏng rồi. Ờ. Đại gia coi như là vườn đấy. Đại gia như đại gia nhúng đây thì mới đại gia, đầm vườn này đại gia gì? Mấy mẫu vườn mà không đại gia, người ta có mấy 500 mét người ta đã là đại gia, đây mình hẳn mấy mẫu. Thì bỏ một cái số vốn ra tác vào bây giờ đi thôi hết thì làm gì? Bao nhiêu thêm một chút được, quan trọng là làm thế nào thôi. Quê em bây giờ 100% đi thuê ruộng làm hết chứ làm gì còn ruộng. Ồ thế à, quê em đâu? Nhà em ở Eco Park. Eco Park có lấy hết đất rồi thì... Thì chị bảo bố xung quanh là Eco Park rồi. Nó bên cạnh nó là D với cả thị trấn rồi. Chứ bây giờ ở đâu chẳng phải đi thuê. Mình cứ tưởng là mình ở đấy thì người hồi chính phủ người ta cấp đất cho mình chứ. Cấp ruộng cho mình chứ. Cấp ruộng nhưng mà Eco Park nó lấy rồi. Cấp ruộng đấy. Cái hồi xưa là ai này người ta cũng phân phát, nhà nào cũng có mấy đó, xào mấy xào mà. Nhưng mà có nghĩa là Eco Park này nó xây nhà ấy, nó thu hồi rồi, nó giải đâu mỗi mà xào được bao tiền đấy. Ồ. 36 triệu một xào. Bây giờ nó lên hết cao tầng rồi. 36 triệu. Thì coi như là người ta thu đất lại, người ta đền bù thì coi như bây giờ mình là hết. Vâng. Thì coi như là không có gì. Thì là nếu mà mình muốn cấy cày thì mình lại phải đi mượn thuê cái chỗ nào cấy cày. Ừ. Đất nhà quê bây giờ cũng đắt lắm, cái đất vàng luôn. Hồi xưa cứ nói đến nhà quê chứ còn bây giờ cả cái đất nước Việt Nam này đâu cũng thành phố hết. Thấy đây cũng đâu cũng xe hơi nhà lầu hết à. Cái này là màu vàng. Vàng chanh vàng đấy đẹp chứ, đấy cũng đẹp. Thế là hôm nay là trồng ở dưới hai cây này. Càng trước cũng là hoa này luôn à hay là hoa khác? Tất đều hoa này. Sao đây không mùa này không có hoa khác à? Hay là chỉ có loại hoa này thôi? Không có, nhưng mà nó không bền. Nên là sen nhà mình chỉ thích một là cái loại này. Ờ, hai là hai sen. Là sen. Chứ không thích cái loại hoa khác. Sếp thích đơn giản, không thích cầu kỳ. Có tí hoa nhìn cho buổi sáng nhìn nó ấy thôi. Đây. Cái gì ấy? Sáng quả trứng. Cái gì đấy, tắm ở trứng gì đấy? Thằng lằn, à trứng rắn, thằng lằn. Ồ, nó ra đây nó đẻ à? Nó đẻ ở đất. Ồ, đừng vùi đấy, nó lại thành con. Nó ở đất mà, không thành con thì vứt đi à? Vứt xuống ao cho cá, đừng nó đẻ thành con, nó chạy khắp nhà. Cái giống đẹp. Thôi, ôi dồi, thằng lằn sợ lắm, vứt xuống ao kìa. Vứt xuống sông kìa. Ôi. Để nuôi cá cho nó, câu cho nó to. Ủa nuôi thần đàn ấy mới thích à? Sợ thấy bò cố được, để con thích nuôi thần đàn. Được cái bát sắt đây cho mày về nuôi. Ôi dồi ôi. Trứng này như kiểu trứng gì nhỉ? Kỳ nhung ấy. Ôi ông đừng nói phép. Lại còn về đi nuôi thần đàn nữa. Ồ thế là hai em cùng một quê. Vâng. Thế xong bắt đầu là hai anh em chung mở cái làm vườn. Không, em đi làm thuê. Đi làm thuê. Ồ. À, em làm thuê. Làm này được một tháng bao nhiêu triệu? Mấy trăm một ngày thôi ạ. Làm mình làm ngày nào tính tiền ngày. Ồ chứ người ta không trả tháng. Tháng cũng được. Tháng mình có đi làm đều hay không thì tháng cũng trả tháng mà. Đi ba cũng thế hết mà. Không thế mà. Chẳng hạn như bây giờ 300 một ngày đấy thì chỉ cứ nhân lên được bao nhiêu công là mình cứ ấy thế một tháng thế. Ừ, cho coi như trả theo ngày. Nhưng mà trả theo ngày thì nó cũng thoải mái. Đúng không? Nhưng nhiều khi giả ăn lương tháng thì mình có công có việc mình nghỉ nó cũng ngại đúng không? Khó lấy mà lại ngại. Mình nghỉ thì không có công. Mình ăn theo ngày thì nghỉ không có công thôi nhưng mà nó thoải mái. Đúng không? Mình có việc thì mình nghỉ. Mình nghỉ không lương thôi. Cái này. Bây giờ cái riêng kia, riêng ngang. Riêng ngang ở chỗ pháo 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 ấy. Ở 2222 dẫn ngang. Bỏ đi thôi. Thừa vẫn thừa.
Hoa này mếm nó có lở lên nhiều không ạ? Ôi con chuột to vừa rồi nó chạy. Ồ ở đây cũng có chuột. Con vừa rồi con chuột to lắm, chắc là động động ở chỗ này là con chuột nó chạy. Bên kia hoa run được đẹp chưa? Kia là hoa gì ạ? À, bình thường là quê nó gọi là hoa run. Hoa run. Nhưng mà lên mạng search nó có ghi là sử quân tử. Sử quân tử. Wow, cái hoa kia là quanh năm phải không em? Thơm lắm, bền lắm. Ờ. Thơm. Đây hôm nay nhà có hoa mới. Ờ, hoa mới đẹp nhỉ. Đầu tiên mình tưởng hoa cúc nhưng mà chú lại không, chú lại bỏ hoa gì của nó lói xong quên tên nữa. Bố cái loại già nó vậy. Nó là cúc bướm đấy. Cúc bướm. Cúc bướm. Đẹp nhỉ. Ăn là có con bướm. Đấy cúc bướm. Ô chắc là vừa cái chìa khóa ô tô vừa mình bắt đầu nhỉ. Còn đây là những cái cây này là thợ là chăm hàng ngày đến chăm sóc. Hạ một tuần, hai tuần tới một lần đi đúng không? Tới chăm sóc. Trông cả đằng trước nữa. Đấy. Đấy là hoa gì hả chú? À, hoa này nó gọi là pháo Âu gì ạ? Cái gì? Pháo, hoa sắc pháo. Hoa sắc pháo. Bây giờ nó thấy nó tàn xấu rồi thì nhổ đi. Hết lứa rồi. Tức là vẫn chơi được nhưng mà mình chỉ... Chơi hoa bên này là chơi theo lứa, theo mùa. Ồ, chứ không phải là mình cứ nghĩ là trồng một năm nó mãi mãi một năm, ai mà biết. Chỉ bây giờ cũng phải hỏi chứ. Đúng rồi, phải tìm hiểu đấy. Phải tìm hiểu chứ mình đâu có biết, mình cứ nghĩ là ở nhà mình trồng này là cứ thế là bón phân bón phủng là cứ đến mùa thì nó lên hoa, mà hết mùa thì nó tàn hoa, thì mình cứ nghĩ là vậy thôi. Coi bây giờ là mình thay hoa này, dọc cái này là mình nhổ hoa ấy, xong rồi trồng hoa mới vào. Cũng tốn kém nhỉ? Mất nhiều thời gian đấy, tốn kém. Sau đến mùa đông thì lại thay hoa gì cho mùa đông phải đúng không? Mùa đông thì những cái hoa đó chịu lạnh ấy nhỉ, thì lại sao thay mùa hoa đông, mùa đông là cái tháng Tết lại nhiều hoa. Ờ thì mình lại thay hoa dơn nó rủng nữa đúng không? Mà trồng ở đây thì nó có mà nó màu rực sắc pháo nhỉ. Cái hoa kia là nó cũng trồng được ở trong nhà, cái kia kìa. Cái ở dưới chân cây mít ấy. Đây cái hoa đỏ đỏ đấy. Ờ. Chỉ được một thời gian thôi, cây đấy không chịu. Ờ thế à, chỉ thấy cũng trồng ở trong nhà mà. Đó, hoa cứ muốn theo mùa, lại thuê người vào, lại thay hoa theo mùa. Đất nhìn có vẻ không tốt mà thế mà trồng hoa nào nó cũng lên hay nhỉ. Thế à? Đấy, hai cái chú này là coi thầu hết cả cái phố này. Nhà nào muốn cây cảnh đẹp là phải qua tay đi. Hai cái chú này coi như làm thêm đẹp cho các gia đình. Đấy. Nhổ đi lại trồng lại. Ở đây như nhà cũng như là có cái vòi tưới tự động mà phải không? Hay là không phải? Vâng, có. Nhưng mà hình như là nó không ấy. Nó không chạy. Các bạn đây là đằng sau nhà mình nó có cái sông đúng không? Nên nó ẩm nhiều. Sông đấy là dùng nước đi đấy. Ừ. Dùng nước sông đấy. Dùng nước sông thì tốt. Nó ẩm nhiều. Đấy, nhà cửa bên này cũng tốn kém thêm. Em cây mít này may sao nó có ra quả không? Có thế ạ. À, chưa phải mùa đúng không? Không ạ, cái này của em là mới trồng. Mới trồng. Mới trồng nó chưa ổn định, nghĩa là nó chưa ra được. Ô tưởng to như này thì là phải có rồi chứ không phải à? Em đánh đảo á. Đánh đảo về nó to này rồi ấy. Thì nó phải để ổn định cho nó. Ồ coi như là mình trồng ổn định mấy năm sau nó ra rễ, nó bén rễ bên dưới chắc bắt đầu nó mới có quả. Đúng rồi. Ồ. Ra quả ngay thì cũng chả ăn được. Nhưng mà trên thực tế cây lớn như thế này ấy, mà trồng sát chân nhà quá nó hỏng móng nhà mình, nó có dễ nó ăn mòn móng. Còn lâu. Cái là của em là nó chặt từ trước rồi. Các bạn những cái cây này nó đôn đảo thôi. Nhưng nó không phải cây nó chỉ còn dễ nhỏ thôi mà để nó phát triển to hơn đâu.
À, bởi vì mình cũng thấy cái những cái cây to này trồng sát chân nhà quá mình cũng sợ. Sợ nó ăn ấy. Đấy.